Và chúng ta thấy đây có khách sạn nhỏ nhỏ, khách sạn Hoàng Yến, số 83A Bùi Thị Xuân, quận 1. Với đoạn này chúng ta có khách sạn 77, hotel 77, cũng là địa chỉ 77 Bùi Thị Xuân luôn. Chúng ta nhìn bên tay trái đây có khách sạn Emirates Hotel, công ty Phúc Long. Khách sạn này cũng lớn. Và ở đây có khách sạn Asia Ruby Select. Đầu tiên đó là khách sạn Queen Anne. Kế bên là tiệm cắt tóc Lê Vy. Queen Anne chắc là số 86. Và kế bên là Ambassador, số 84 Bùi Thị Xuân. Hai khách đây là Hoàng Ngân Hotel, 2931 Bùi Thị Xuân. Ở trên khách sạn này có hồ bơi cũng đẹp lắm, làm giống như hồ bơi vô cực vậy đó. Đó là khách sạn Eden, khách sạn Eden ở số 30, chắc có lẽ là 38 nè, 33. Ủa, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Bùi Thị Xuân và Cống Quỳnh, và theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về chợ Thái Bình và con đường Nguyễn Cư Trinh. Và theo cái hướng này chúng ta sẽ đi về đường Hồng Thập Tự, Phạm Viết Chánh, Bệnh viện Từ Dũ. Và phía sau cái siêu thị Co-op Mart này chính là khu Mã Lạng, vang danh một thời, và ngày hôm nay cũng có rất là nhiều sự đổi thay. Thì hành trình hôm nay sẽ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một con đường, đó là đường Bùi Thị Xuân, để mình cùng ngắm lại con đường Bùi Thị Xuân ngày hôm nay. Và nhân tiện đó chúng ta cùng xem trên con đường này có những khách sạn gì, và những khách sạn đó buổi tối an ninh như thế nào, và cung đường về đêm ở trên đường Bùi Thị Xuân như thế nào ha. Để gửi cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tham khảo khi chúng ta có dịp đến Sài Gòn, và mình cũng cập nhật được một số thông tin. Rồi hôm nay chúng ta cùng dạo bước nha. Sài Gòn bây giờ là 7:30 tối. Thì hôm nay nhân cái chuyến đi bộ về đêm, đi chiều cơm nước xong rảnh rỗi, rồi mỗi ngày chúng ta cùng đi một cung đường. Khu vực này cũng gần nhà thôi, ở khu vực công viên 23 tháng 9, rồi chợ Thái Bình. Ở đây mình thấy có xôi chè Bùi Thị Xuân nè, rất là lâu năm ở đây rồi, có từ 1977. Rất là đông, buổi sáng bán xôi rồi bán chè, bán tới khuya luôn, tới cỡ 10 giờ. Thông qua những cái video về khách sạn thì em cũng nhận được rất là nhiều comment của cô chú anh chị. Trong đó có những comment nói em phải để giá, nhưng mà thật ra mỗi khách sạn nó có rất là nhiều giá đó, tùy phòng, phòng đơn, phòng đôi. Đó là mình nếu mà phải đi vô từng khách sạn mình mới rõ được. Hôm nay mình chỉ đi xem và giá chung chung tổng thể. Còn chi tiết các anh chị các bạn có thể lên trang Booking hoặc là Agoda Booking, rất là nhiều trang về khách sạn.
Thì con đường này giá trung bình khoảng chừng tầm trung nha, thấp hơn cũng có nữa, 500 ngàn đến 1 triệu mấy, rồi 2 triệu mấy cũng có, từ 1 sao, 2 sao cho tới 4 sao. Buổi tối thì con đường này cũng rất là nhộn nhịp, những hàng quán ăn uống. Thì những hàng quán này cũng thường xuyên thay đổi thôi, chứ không có ổn định, từ vì cái khu này chi phí thuê nhà rất là cao. Một cái mặt bằng cỡ 1-2 ngàn đô là bình thường một tháng. Và chúng ta thấy đây có khách sạn nhỏ nhỏ, khách sạn Hoàng Yến, số 83A Bùi Thị Xuân, quận 1. Khách sạn này cũng thường thôi. Dù các anh chị và các bạn ở các tỉnh khác mà lên đây ở để đưa đón con đi học cho nó quen đường, quen xá ở khu vực này, thì những khách sạn này chúng ta lựa chọn cho nó chi phí nó thấp. Đây mình cũng không cần phải hưởng thụ. Còn các anh chị các bạn ở nước ngoài mà muốn về Sài Gòn ở dài hạn, mà chúng ta muốn lựa cái phòng nó tương đối cao cao tí, thì ở đây cũng có khách sạn 4 sao, 3 sao. Như đây mình thấy có khách sạn Hoa Long, 400.000, 450.000 một ngày một đêm, địa chỉ 160 Bít Bùi Thị Xuân. Khách sạn này không có lớn, không nhỏ thôi. Mà mình đi mặt tiền không thì mình chỉ thấy vài khách sạn nổi trội đặc trưng thôi. Còn những khách sạn lớn nữa thì khách sạn nhỏ nhỏ nữa ở trong hẻm. Và ở đây chúng ta thấy có những con hẻm, và đầu hẻm có bán cơm tấm buổi tối nè. Đó là hẻm 79. Về cái giá chắc có lẽ em sẽ cập nhật cho với anh chị và các bạn ở trên khung hình video nha, tại vì em phải tham khảo những cái trang booking và những cái trang TripAdvisor để mình để cái giá mang tính chất tham khảo cho các anh chị và các bạn. Thì đối với con đường này thì buổi tối có cái món gọi là chân gà nướng rất là nổi tiếng ngay góc đường Bùi Thị Xuân và Lương Hữu Khánh. Nằm ngay góc Lương Hữu Khánh này. Nằm ngay đây. Mà chúng ta nhìn bên đây đó là giao lộ Lương Hữu Khánh và Bùi Thị Xuân. Nhìn xéo qua bên kia đó là trường Nguyễn Bá Tồng, và ngày hôm nay có tên là trường Bùi Thị Xuân. Đối với đoạn này chúng ta có khách sạn 77, hotel 77, cũng là địa chỉ 77 Bùi Thị Xuân luôn. Khách sạn này có 1, 2, 3 lầu, không lớn lắm, khách sạn bình dân thôi. Đối với con đường này ngày hôm nay thì không có nhiều cửa hàng uy tín như những năm về trước, khoảng độ 10 năm về trước thôi. Rất là nhiều cửa hàng uy tín ở đây. Chúng ta thấy đây là con đường Lương Hữu Khánh đi thẳng ra Hồng Thập Tự, Nguyễn Thị Minh Khai. Và nơi đây ngày xưa cũng là cái đường rầy xe lửa đó. Đường rầy xe lửa đi đến từ cái từ cái ga Hòa Hưng cho đến công viên 23 tháng 9. Đây con hẻm nhỏ nhỏ nè, nhỏ này đi ra Nguyễn Thường Hiền luôn nè. Và chúng ta nhìn bên đây đó là con đường Lưu Khánh tiếp tục đi đến công viên 23 tháng 9 luôn. Và kế bên con cái hẻm. Sẵn tiện hôm nay vừa coi khách sạn mà vừa
vừa coi những cái hàng quán đường xá ở đây như thế nào luôn, kiểu mình cập nhật địa chỉ và để cái giá cho các anh chị các bạn tham khảo khi mà mình có book book khách sạn thì mình cũng có cái để tham khảo ha. Anh chị cứ gõ những khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân là anh sẽ ra cái video này, và thông qua những video này chúng ta cũng gợi nhớ một số hình ảnh về ngày xưa khi mà mình còn ở Sài Gòn đó, cũng đôi ba lần đi trên con đường này, và cũng có một vài lần về Việt Nam và cũng đã từng ở khách sạn ở con đường này. Đây khách sạn Lê Hưng Đại Nam. À. 142 Bùi Thị Xuân. Và mình nhìn thấy khách sạn này để bảng là 24/24. Lê Hưng Đại Nam. Rồi ta tiếp tục ngôi trường này ngày xưa có tên là Nguyễn Bá Tồng. Có lẽ con đường này ngày xưa cũng có tên là Nguyễn Bá Tồng chăng. Do những cái tài liệu em tìm hiểu thì không thấy những thông tin tên đường cũ Bùi Thị Xuân, nên thành ra nếu mà cô chú anh chị có những cái thông tin thì cho em xin cái comment nha. Và chúng ta nhìn bên tay trái đây có khách sạn Emirates Hotel, công ty Phúc Long. Khách sạn này cũng lớn và khách sạn cũng bình dân thôi, giá tầm khoảng chừng 1 triệu là phòng deluxe. Đối với cái đoạn này thì không có nhiều khách sạn sang trọng, thì chúng ta sẽ đi một đoạn nữa ở đoạn kia xem có những khách sạn sang trọng nào không ha. Và đây là hẻm 134 bên tay trái mình, hẻm 134 đi thẳng ra Hồng Thập Tự. Và trong con hẻm này có một cái quán cháo lòng cũng rất là nổi tiếng, bán buổi chiều thôi, 3-4 giờ chiều cho tới 5-6 giờ chiều là hết rồi. Và mình nhìn cùng nhìn lại cái cổng trường Bùi Thị Xuân ngày hôm nay. Và phía sau ngôi trường này đó chính là nhà thờ Quyện Sĩ, một cái nhà thờ rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Và cái ngôi trường này cũng rất là xưa rồi. Nếu ngày xưa cô chú anh chị đã từng học ngôi trường này thì mình cùng nhìn lại những cái hình ảnh vẫn như kiến trúc ngày nào ha, một phần vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi. Đây có một cái ngân hàng cũng rất là lớn, đó là Vietcombank, ngân hàng Vietcombank kế bên trường Bùi Thị Xuân. Và đây ở đây cũng còn vài cửa hàng uy tín chứ không có nhiều như ngày xưa nữa. Và ở đây có khách sạn Asia Ruby Select.
thì thấy cũng rộng rãi, và kế bên có một cái bánh mì, quán bánh mì sữa bắp, sữa, sinh tố, nước ép. Ở số 122 nha, Bùi Thị Xuân. Và kế bên có một cái shop tiện lợi CS25. Và chúng ta đi tới một tí nữa, đó là đường Tôn Thất Tùng ngày nay, cũng là đường Bùi Chu ngày xưa đó. Và theo thẳng hướng camera, chúng ta sẽ đi về đường Lê Văn Duyệt, và bên cánh bên phải là đường Ngô Tùng Châu, cũng là Lê Thị Riêng ngày nay. Theo thẳng hướng camera này, chúng ta sẽ đi về công viên 23 tháng 9. Và con đường Bùi Thị Xuân ngày hôm nay cũng rất là đông đúc và nhộn nhịp. Và thẳng con đường Bùi Chu này, chúng ta sẽ đi về đường Hồng Thập Tự. Thẳng hướng này mình ra Hồng Thập Tự nè, hẻm Cây Đa hay là hẻm Sở Rác hay gì đó. Bữa em có quay hẻm Cây Đa thì có cô chú anh chị comment ngày xưa đó là hẻm Sở Rác hay là chợ Sở Rác, thì khu đó luôn đó. Đây có quán cà phê La Mốt, cũng rất là nổi tiếng ngày xưa tới giờ nè. Cà phê cũng mang tính chất cổ điển. Và mình nhìn bên kia thì có một cái shop bán đậu nành, 100% đậu nành, 1, 2 lầu, bán đậu nành không thôi, bán sữa đậu nành không thôi, mà mở cái nhà thiệt là lớn luôn, Mr. Bean. Và mình nhìn bên cánh trái, cánh phải, đó là bệnh viện phụ sản quốc tế, cũng giống như là bệnh viện Từ Dũ vậy đó. Nhưng mà ở đây với cái tiêu chuẩn quốc tế, bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn. Và cùng nhìn lại cung đường mình vừa đi qua lúc nãy nè. Nếu các anh chị, các bạn ở đây thì về công nghệ thì chúng ta không có thiếu gì cả, máy móc rồi những cái dịch vụ về máy tính thì ở đây có đầy đủ hết ha. Tuy không bằng như ngày xưa nhưng mà cũng rất là nhiều. Đối với con đường này thì cũng có khách sạn 4 sao. Và chút xíu nữa mình sẽ đi đến đó xem sao. Con đường này thì không có dài, nhưng mà cũng rất là nhiều khách sạn, nên thành ra mình đi mình cùng ngó qua ngó lại, nên thời gian nó mất rất nhiều thời gian. Đây có một cái nhà rất là lớn nè. Cái nhà này bán uy tín từ hồi xưa tới giờ nè. Công ty nổi tiếng, công ty Minh Thông. Nhưng mà ngày hôm nay không hiểu sao vắng bớt rồi. Chắc do kinh tế. Và cái nhà này có rất là có giá. Và chúng ta có lẽ chúng ta phải qua đường thôi để mình view những khách sạn bên đây cho nó rõ hơn. Tại vì khúc bên tay trái, cánh trái thì sẽ có rất nhiều khách sạn so hơn cánh bên phải. Bên phải thì nhiều cái spa làm đẹp hơn. Và phía sau cái cây xăng này đó là đường Bùi Chu, đường Ngô Tùng Châu, cũng là Lê Thị Riêng ngày nay. Với cái con đường đó nổi tiếng là bánh mì Quỳnh Hoa đó, là bánh mì nổi tiếng thế giới luôn, với giá hiện nay là 42.000 một ổ. Các du khách đều đến đây mua và xếp hàng rất là đông, chẳng những du khách mà những
người Sài Gòn đều lại đây ăn cả. Thỉnh thoảng ta ăn một lần cũng không sao. Và bên tay trái chúng ta có cái trường mầm non, và ngày xưa chắc có lẽ là cái biệt thự rất là lớn, ngày nay thành ngôi trường nè. Mình nhìn thấy kiến trúc là mình biết thời Pháp rồi, rất là đẹp. Và ở đây cũng có cái shop tiện lợi Cycle Key. Và đây ra con hẻm 150 Nguyễn Trãi, và nơi đó có nhà hàng Diền Ký. Dạ không. Dạ không chú, dạ cảm ơn. Khách sạn khu này rất là sang trọng. Đầu tiên đó là khách sạn Queen Anne. Kế bên là tiệm cắt tóc Lê Vi. Queen Anne chắc là số 88, 88, 86. Và kế bên là nằm lại gần vướng cái cây nhìn không rõ cho lắm. Cái bên là Ambassador, số 84, Bùi Thị Xuân. Hai khách sạn kế bên luôn. Thì giá phòng chắc em sẽ để trong khung hình video ha, để các anh chị và các bạn nhìn thấy tham khảo rõ hơn. Và kế bên có một shop tiện lợi Family, Family Smart. Rồi. Và cuối đường này có một cái khách sạn, đó là khách sạn Công Đoàn. Khách sạn rất là lâu ở Sài Gòn rồi nè. Và kế bên khách sạn này có một cái Fly Music Bar. Mình vừa uống bia vừa thưởng thức âm nhạc ở cái biệt thự cổ cổ nè, biệt thự xưa. Và bên tay phải chúng ta cũng có những quán cà phê, và kế bên thì có những cái tiệm làm tóc. Do mình đi bên đây đường nên thành ra không thể nào nhìn hết được hai bên đường cho rõ được. Mà bên đây thì chuyên là Snail Spa. Đây là Hoàng Ngân Hotel, 2931 Tống Bùi Thị Xuân. Và đây là The The Yumi Hotel, số 2323A, Bùi Thị Xuân. Chúng ta nhìn khách sạn không có lớn lắm, hai căn thôi, khách sạn hai căn, địa chỉ 23 và 23A. Bên kia thì là Tường Vi Hotel and Spa ở số 42 Bùi Thị Xuân. Khúc này thì không có đông cho lắm, rất thích hợp để các anh chị các bạn nghỉ dưỡng. Và ở đây chúng ta thấy đó là khách sạn 4 sao. Khách sạn này thì em có vô rồi nè. Ở trên khách sạn này có hồ bơi cũng đẹp lắm, làm giống như hồ bơi vô cực vậy đó. Đó là khách sạn Eden. Khách sạn Eden ở số 30, chắc có lẽ là 38 nè, 33. Ủa,
Do cái số địa chỉ người ta không có dán lên, em nhìn thấy không rõ cho lắm. Em sẽ để trong khung hình ha. Khách sạn Eden. Mình nhìn thấy rất là sang trọng. Nó lớn nữa. Giờ buổi tối nên mình không thấy được cái khung cảnh ở trên. Rồi em ta tiếp tục ha. Có thể là số 38 Bùi Thị Xuân à. Khách sạn Eden là số 38 Bùi Thị Xuân à. Khách sạn cái bên này cũng đẹp nữa nè. Khách sạn này em cũng có vô rồi nè, nhưng mà chưa lên sân thượng. Không biết có hồ bơi giống như Eden hay không. Đó là khách sạn Harmony. Khách sạn này cũng tầm cỡ 4 sao. 4 sao so với Việt Nam thôi chứ các anh chị bạn đừng có so với thế giới nha. Có thể 4 sao là nội thất tiêu chuẩn 4 sao, chứ diện tích thì có lẽ không bằng. Và đây là khách sạn A25 Hotel. Khách sạn này không có lớn lắm nhưng mà rất là cao. Và kế bên có Nguyên Thanh. Nguyên Thanh Hotel, hai khách sạn này kế bên luôn nè. Có lẽ cái video này sẽ rất là dài đây. A25 thì khu này có tới mấy khách sạn luôn. Bên tay trái 2 căn, ở bên tay phải 2 căn. Bên đây cũng A25 luôn. 13 Bùi Thị Xuân. Và căn bên đây lớn hơn nè, ở số 20 Bùi Thị Xuân. Rồi chúng ta đi một đoạn nữa là sẽ đến đường Lê Văn Duyệt ngày xưa, cũng là cách mạng tháng 8 ngày nay. Thông qua những cái video khách sạn thế này, nếu các anh chị và các bạn thích khách sạn nào và muốn biết cái giá chi tiết chính xác cụ thể hơn thì các anh chị có thể comment và em có thể giúp các anh chị để hỏi thăm và biết được chi tiết cái bảng giá nó như thế nào. Và em sẽ để cái giá chung chung theo những cái trang uy tín họ đang để các anh chị các bạn tham khảo thôi. Và đây là khách sạn nhà khách công đoàn. Nhà khách công đoàn ở đầu đường Bùi Thị Xuân và Lê Văn Duyệt. Khách sạn này không có cao lắm nhưng mà rộng, mang tính chất truyền thống. Và trước mặt chúng ta đó là công viên Tao Đàn, vườn Tao Đàn ngày xưa. Nếu các anh chị ở khách sạn gần đây thì có thể tiện ra đi bộ ra chợ Bến Thành, hoặc là đi đi đến nhà ga xe lửa, nhà ga Hòa Hưng đó, cũng gần, để đi du lịch bằng xe lửa, hoặc là mình có thể đi ra sân bay cách đây cũng khoảng 6 km. Và đầu đường thì có một cái quán cà phê Trung Nguyên, cà phê Legend, rất là sang trọng. Và mình nhìn cung đường mình vừa đi qua lúc nãy ha, tuy một cung đường nhưng mà đoạn trên kia thì tấp nập những hàng quán ăn uống và những khách sạn bình dân. Và đoạn này thì không có đông lắm, vắng hơn, nhưng mà nhớ những khách sạn cao cấp hơn. Rồi một số hình ảnh ở cung đường Bùi Thị Xuân và những thông tin về khách sạn, địa chỉ khách sạn
cũng như những cái giá em để trên màn hình để các anh chị và bạn có thể cập nhật và tham khảo trước khi về Sài Gòn. Và nếu các anh chị cần biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn, có thể comment hoặc email cho em, em có để thông tin của em trong phần mô tả đó. Các anh chị bấm phía sau cái tiêu đề có mũi tên đó, anh chị bấm sổ xuống và em có để thông tin email, Facebook để các anh chị có thể gửi email riêng, để em có thể gửi riêng thông tin chính xác cụ thể cho các anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Gần đây mình có thể đi đi xem kịch cũng gần nè, câu lạc bộ 126 cũng trước mặt chúng ta luôn nè. Ngày nay là rạp chống đồng á, như rạp chống đồng, câu lạc bộ 126 thì ở trong dân chủ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.